mừng quý khán giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Lê Giang bất ngờ hé lộ chuyện có tin vui sau loạt ồn ào gia đình với chồng cũ. Đang yên đang lành, gia đình Lê Giang bất ngờ xảy ra drama nội bộ vì Duy Phương lên mạng xã hội tố Duy Phước không phụng dưỡng. Trong khi gia đình có sóng gió, Lê Giang chỉ mong muốn dân mạng không lôi chuyện cũ vào bàn tán. Nữ nghệ sĩ vẫn vui vẻ thoải mái bên hai con Lê Lộc và Duy Phước. Đặc biệt trong livestream mới nhất trên Facebook cá nhân, Lê Giang còn vô tình hé lộ tin vui của con gái Lê Lộc. Chuyện là khi có cư dân mạng hỏi thăm về Tuấn Dũng, Lê Giang bất ngờ chia sẻ luôn. Tôi cũng không giấu gì hết trơn á, tụi nó đang tìm hiểu nhau, chuyện trai gái mà, nếu có duyên thì họ sống với nhau, còn tôi cũng vậy, tôi không có cấm cản gì hết trơn á. Nghĩa là nếu có duyên tớ với nhau, hết duyên thì thôi, chứ nó đã là số phận rồi, tôi rất thoải mái trong chuyện tình cảm, con cái tôi thích gì thì tôi chiều đó, không cấm cản hay ràng buộc hay cằn nhằn gì hết, tôi chỉ mong con vui vẻ, sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Lê Giang rất thoải mái, ai làm dâu làm rể nhà Lê Giang là quá sướng luôn á. Không chỉ bất ngờ hé lộ chuyện cặp đôi hụt Tuấn Dũng Lê Lộc nay đã hẹn hò, Lê Giang còn khiến dân tình rần rần khi ẩn ý ngày vui đang cận kề. Chuyện tình cảm Tuấn Dũng Lê Lộc sẽ nói thêm sao? Bây giờ các bạn cứ yên tâm là chuyện tình yêu đang đẹp đó, nói chung là đẹp lắm, cái gì cũng phải từ từ, rồi sẽ có cái kết rất đẹp, mọi người chờ đợi nha. Clip Lê Giang bất ngờ xác nhận chuyện Lê Lộc và Tuấn Dũng đang hẹn hò, còn nhà hàng chuẩn bị có cái kết đẹp. Đích thân Lê Giang cho biết chuyện tình cảm của hai con đang rất đẹp. Hội fan cứng của Lê Lộc và Tuấn Dũng ắt hẳn sẽ vỡ òa vì tin vui này. Lê Lộc và Tuấn Dũng từng gây sốt khi cùng nhau xuất hiện trên show hẹn hò Người ấy là ai. Tuy nhiên đến cuối chương trình, nữ diễn viên vì không muốn mất đi tình bạn đẹp nên đã từ chối tình cảm của Tuấn Dũng. Lê Lộc trao hoa cho nam doanh nhân Việt Dũng, mặc dù bị từ chối nhưng Tuấn Dũng vẫn cận kề chăm sóc Lê Lộc trong suốt thời gian qua. Anh cũng có mối quan hệ rất thân thiết với Lê Giang. Lê Lộc và Tuấn Dũng từng lấy nước mắt của rất nhiều nghệ sĩ showbiz vỡ màn thổ lộ tình cảm trên sóng truyền hình. Thời điểm đó, Lê Lộc cho biết chỉ xem Tuấn Dũng như tri kỷ, cô chọn ra về cùng Việt Dũng, tuy nhiên sau đó cả hai đã toan. Mặc dù bị rớt phủ, nhưng Tuấn Dũng vẫn kề cận chăm sóc Lê Lộc suốt thời gian qua. Trước đây, Lê Giang cũng từng lên mạng xã hội để thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ Tuấn Dũng hết lòng. Tuấn Dũng đẹp trai mà mọi người, chỉ là nhỏ con thôi, lỗi là do con gái của chị, nó cao quá chi, chứ Tuấn Dũng hiền lành, cái duyên của con mà sao từ chối được, cái gì nó tới là mình không cản được, ông trời sắp đặt hết rồi. Tuấn Dũng không ăn chơi, tụ tập gì cả. Suốt ngày chị ở nhà mà bé Lộc cũng thích ở nhà nên qua nhà Giang chơi chứ cũng không có đi đâu. Tuấn Dũng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với gia đình Lê Giang. Bỏ qua drama của gia đình, tin vui từ Tuấn Dũng Lê Lộc khiến nhân tình rần rần thích thú. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.